Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình giới thiệu mọi người đây là cây giống dừa siêu nùn, siêu nùn nhé mọi người nhá. Hàng F1 nhé mọi người nhá. Đấy. Cây về đầu xuân phục vụ mọi người. Ai có nhu cầu mua cây thì cứ liên hệ cho mình. Số lượng thì rất là nhiều. Cây thì có chiều cao 2-30 phân đấy mọi người nhá. Trong bầu ổn định rồi mọi người, về trồng thì tầm độ 3 đến 4 năm là bắt đầu có trái rồi. Rất là nhiều trái và cây thì siêu nụt. Cây tiêm mác đầy đủ cho mọi người nhé. Chuẩn giống F1. Mình ở Gia Lâm, Hà Nội, mình có gửi toàn quốc các tỉnh cho mọi người nhá. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như mình nói thì ok mọi người nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhé.